Thưa quý vị, trong 3 năm học từ 2020-2021 cho đến nay, đã có tổng cộng 219 cán bộ quản lý, 2.483 giáo viên rời khỏi ngành giáo dục. Trong đó, nguyên nhân một phần do dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đội ngũ, phần khác rời khỏi ngành giáo dục vì đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ hoặc vì lý do riêng. Tổng số đội ngũ đã rời khỏi ngành giáo dục so với thực trạng của ngành giáo dục hiện có, đối với cán bộ quản lý chiếm 16,2% và đối với giáo viên chiếm 10,01%. Theo điều 8 0402 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở trường công lập, thu nhập từ lương của giáo viên mới tuyển dụng có hệ số lương khởi điểm là 1,86. Do đó tính tổng thu nhập khi đã trừ bảo hiểm xã hội thì mỗi giáo viên mới ra trường nhận được khoảng 3,3 triệu đồng. Tuy nhiên giáo viên còn có những khoản đóng góp bắt buộc khác. Hơn nữa, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động dạy học buổi 2 trở thành bắt buộc và không còn thu phí. Do đó, giáo viên các khối lớp thực hiện theo lộ trình sẽ không có được thu nhập từ dạy buổi 2. Chia sẻ thực tế, ông Trịnh Vĩnh Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp cho hay, ở quận này so với năm 2021, kinh phí chi hoạt động theo đầu học sinh tiểu học để chi trả tiền lương và tổ chức các hoạt động so với năm 2022 giảm đi rất nhiều, kéo theo nhiều hoạt động phải thu hẹp, không tổ chức. Do hai năm ảnh hưởng của dịch, quận Gò Vấp không tuyển dụng được viên chức nên phải thuê giáo viên. Các trường trích trong kinh phí hoạt động được cấp theo đầu học sinh để chi trả, nên cuối năm tăng thu nhập cho giáo viên quận Gò Vấp giảm đi rất nhiều. Về giải pháp để hỗ trợ phát triển giáo dục tiểu học, ông Thanh góp ý thành phố nên tiếp tục duy trì nghị quyết số 03 trong năm 2023. Như vậy, giáo viên thuộc loại xuất sắc sẽ được chi tới 1,8 lần, lương sẽ tăng gấp 3 lần. Đây là giải pháp căn cơ nhất. Nếu như thành phố Hồ Chí Minh không duy trì nổi cho cả bộ máy hệ thống viên chức, thì thành phố nên dành chế độ ưu tiên cho ngành giáo dục và y tế. Ngoài ra, hiện nay có chính sách cho giáo viên mua nhà nhưng phải trả 50% giá trị căn nhà nên nhiều giáo viên cũng không đủ khả năng nên chăng có thể tính toán cho họ thuê nhà ở giá rẻ.